Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình, và chào mừng tất cả các bạn đi trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ bắt đầu một cái series mới nhé. Con game này có tên là con Subnautica, và mình sẽ chơi chế độ sinh tồn đi. Thì nói chung là với các bạn thì cái game này nó cũng thường thôi rồi, nhưng mà đối với mình là mình mới mua được cho nên là nó còn khá là mới luôn, hoàn toàn là không biết một cái gì luôn. Nên là lần này thì mình sẽ chơi thử, khám phá thử xem nó có gì hay nha. Thì đọc sơ qua là nó nói là cái con game này là việc sinh tồn mà ở dưới biển. Vì sinh tồn thì trước giờ ở dưới biển là cái lạ nè, trước giờ sinh tồn là toàn ở trên đất liền không à. À, với lại nếu mà bạn nào thấy clip này hay á, thì nhớ like và share đi nha. Còn bạn nào chưa đăng ký, bấm đăng ký đi để ủng hộ mình nhiều hơn, cho mình có động lực mình làm ra nhiều sản phẩm khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa. Ok, thì chắc là cái game này thế giới mở mà, cho nên là lúc đầu vô là nó sẽ loát rất là lâu. Rồi nhìn cái hình là có thể như là cái phi thuyền của mình kiểu như là nhà mà du hành vũ trụ á, mà cái phi thuyền của mình bị nổ, phi thuyền mẹ. Đây chắc là cái kén, một trong cái kén mà cứu hộ đây. Ôi nó gặp chặt trước rồi, nhưng mà xuống tới đây sau đó một cái gì đó nó bắn nữa, kiểu như là đội phòng vệ, nhưng mà mình không biết là hành tinh này có sự sống hay không. Tôi có hai giả thuyết nha, một là sẽ có một cái bắn, còn thứ hai là những cái kho nguyên liệu nó nóng quá thì nó sẽ nổ, và cái kén của mình cũng bị cháy nữa. Mình chỉ cháy lên sau đó là mình bấm chuột phải. À, bấm chuột phải. Ok, cái này là pin mặt trời. À, cái F8 đó là để mình báo cho những nhà sản xuất game thôi. Ok, còn phải tải nữa. You have suffered minor head trauma. This is considered... Con game này hay ở chỗ là nó có tiếng Việt. Ok, đây là túi đồ của mình. Cái này là đánh dấu, à kiểu như là mình đi xa thì cái cục này nó sẽ đánh dấu cho mình biết. Chọn màu đỏ đi. Tại nghe nói là game sinh tồn dưới biển mà, cho nên là màu đỏ thì để dễ nhìn hơn. Ở đây nó cho mình nước, thức ăn. Nước thì mình đầy rồi, lấy miếng thức ăn ăn vậy. Máy chế tạo hả? À, vậy là nếu mà mình có đồ mình bỏ vô đây để mình chế tạo máy nè. Cái này cần dụng cụ sửa chữa. Ok, nước lọc của nó cho mình ở đây có nước mà. Có chai nước đây mà tại sao ở đây nó lại còn bị cái anh nô nè. Cái dụng cụ sửa chữa mình cần cao su dẻo mà, lưu huỳnh hang động với lại titanium, miếng quét đồ nữa nè, khá là nhiều thứ. Titanium thì từ những kim loại tái chế kiểu như là vỏ tàu rồi. Thủy tinh dẻo thì là tảo nho biển nè. Xuống nước hả? Chứ ở trên hoài cũng có làm được gì đâu.
The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ờ, cái tàu mẹ tên là Aurora. Nó bơi tới đây thì nó bị cái vấn đề về cái vỏ tàu, cho nên là bị cháy. Quên, ở đây nó còn một cái điểm oxy nữa. Đây cái tàu mẹ đây. Đây nghĩa là mình cũng không được ở dưới nước quá lâu. Người tái chế cá nữa nè. Trời ơi, cá túi khí hả? Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Cá sao khó bắt vậy? Bơi lẻo à. Bơi oxy. Giờ mình có thể tê chế được titanium rồi. À, thì ra là cái con cá đó giúp mình chế được nước, bình oxy cần 3 titanium. Ok, oxy của mình lên được 75 rồi. Cần 2 titanium. Cái oxy của mình được nhiều hơn rồi đó. New creature discovered. Cá boomerang nữa chứ. Con cá này khó bắt ghê luôn á. Đá vôi. Ồ. Vậy là mấy cái cục đá đó nếu mà mình đập á, mình đập nó ra thì nó sẽ có titanium hoặc là kim loại thôi. Tại trong đá vôi tích tụ thì cũng có kim loại. Y tế. À, cái máy chế đó hình như là để một thời gian thì nó sẽ có một cái bộ y tế cho mình. Radio hư rồi, cái gì cũng cần dụng cụ sửa chữa. Ok, mình có titanium, mình cần cái cao su dẻo thì phải đi kiếm cái tảo nho biển nữa. Nhưng mà tảo nho biển không biết ở đâu. Cao su dẻo, chùm hạt giống tảo nho biển. Hình nó giống cái này nè. Không biết có phải cái này không. Đây đúng rồi, tảo nho biển. Tảo nho biển là cái này rồi. À, lấy. Tranh thủ lấy nhiều lên tí. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Okay. Nó nói là sự sống trên hành tinh này rất là đa dạng, nên là nếu mà có điều kiện xuống sâu hơn thì tôi có thể nghiên cứu thêm chứ. Con gì nữa hả? Cá sườn. Ồ,
Kho đồ của mình full rồi. Vậy về thôi. Nhìn giống con thằng lằn như giống con cá đâu. Như cá nó nhảy đúng không? Dễ tạo, dễ ra cao su dẻo. Mình còn chế ra được dầu mỡ nữa. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Đồ ăn mà. Ok. Cá trượt mình cũng có thể ăn nó. Nhưng mà mình thấy con cá trượt, cá trượt nó đẹp quá cho nên thôi giữ lại. Có hộp đồ mà, chế nhiều nhiều lên sau đó bỏ vô đó cất. Còn nhiều mà trời. Chế dầu mỡ đi. Okay. Cao su dẻo đã có. Bây giờ còn lưu hình hang động, nhưng mà lưu hình hang động nó đâu? Nếu mà lưu hình hang động thì chắc là ở trong hang động rồi. Pin nữa nè. Quặng đồng với lại ấy. Oh. Ở dưới tối thui à, không biết có đèn pin không? Nghĩa là có đèn pin chứ. Đây đèn pin. Đèn pin còn gì, thủy tinh. Thủy tinh với lại pin nữa. Thủy tinh làm từ thạch anh rồi. Là những cái nguyên liệu mà khó, khó thấy. Trong đây cũng bộ tối thui rồi. Để mình xem thêm có cái chỉnh nào sáng hơn không. Ok thì mình tìm rồi không có thấy. Cái này nó cho nước. Để coi bây giờ mình làm được cái gì không. Chân vịt nè. Mình có thể chế được chân vịt rồi. Chân vịt giúp bơi nhanh hơn. Còn chế được dao nữa nè. Chuẩn bị trước đi. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment. Using locally available materials. Cao su dẻo, mà cao su dẻo đâu có thiếu.
làm cái túi khí này giúp mình nổi như ta, túi khí giúp mình nổi lên nhanh hơn. Tôi có dao luôn rồi. Thực phẩm với muối hả? À mấy cái này bỏ muối vô là ăn ngon hơn. Nó kêu mình tìm dụng cụ sửa chữa, bây giờ mình tìm mình trong lúc tìm dụng cụ sửa chữa mình có thể tìm được đồng hay gì để chế pin rồi này nọ luôn. Cái túi khí nằm đây, dao nằm đây, cái bình cứu hỏa mình không biết là bình cứu hỏa nó làm được gì bây giờ nữa. Cái túi khí lại em ơi. Con cá này nãy giờ mình chưa nhặt được. Cá mỏ chim vậy. Cái lưu hình hang động thì nó sẽ ở trong hang. Sinh vật khó chịu rồi nha. Ui, con gì vậy? Tấn công mình không? Không không. Ê, con đó nó phun ra cái khí vậy, hình như là nó giúp mình ngạt oxy nhanh hơn. Kêu là lưu hình hang động, nếu mà lưu hình hang động mới kiếm cho mày. Gì đây? Oh, à vậy là con cá này nó nổ nè. 30 seconds. Nó ngủ trong lưu huỳnh. Ok, vậy là mình có thể làm máy sửa chữa rồi. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. Oxygen. Nhanh. Làm nước đi. Đồ ăn thì mình thấy nó ít tuột hơn là nước. Nước nó tuột nhanh quá. Ok, mình làm được máy sửa chữa rồi. Không phải tốn pin nữa cơ. Okay, được. Running full environment diagnostic and outputting results to data bank. Trứng của người ngoài hành tinh hả? Tàu Aurora xuống rồi mình này. Okay, nó sẽ gửi tàu cứu hộ tới cho mình. Như vậy. Ôi. Cái khúc đó là hố. Cái hố nham thạch phun trào nha.
cái đó coi bộ nguy hiểm mà. Kim loại tái chế, về tái chế đi ta đi. Chắc mình cũng phải vô những cái điểm hang động á. Nhưng mà vô hang động thì nó lại bị vấn đề oxy. Mình cũng có khá là khó chịu. Gì đây? Bỏ nổi. Mấy con này nó tấn công mình được nè. Có dụng cụ xây dựng hay gì là mốt mình có thể xây nhà cái kiểu luôn. Hay à. Ok đi kiếm đồng đi. Đồng để chế cá gari gì nè. Kiếm đồng để chế pin. Đứng lại chờ tao với. Tập trung. Thạch anh. Cái có thạch anh là để làm được thủy tinh rồi. Mà mất máu nhiều anh. Dừng sinh vật. Chém con này đi. Mày. Cái chém nó cũng không có được món đồ gì hết. Thật ăn khá là nhiều. Lấy trứng. Cái mình cần tìm bây giờ là tìm đồng thôi, đồng để chế ấy. Ống san hô khổng lồ. Cái đồng ở đâu? Đồng ơi. Wow. Mình có thể cắt được cái tảo nhau biển nhưng mà mình đâu có cần cái đó. Đây. Trứng sinh vật nữa. Vậy là game này có ấp trứng nè. Cái có được một quặng đồng rồi. Mình cần tìm thêm một cái nữa. Không. Cần 2 đồng mới chế được một cục pin thôi. Pin thì chỉ cần một vạn đồng thôi. Cái lại trứng sinh vật. Cái gì vậy? Ô. Oh. Cắn không? Không. Rồi, trời nó cắn. Ghê nhớ nhá. Đó là loài nguy hiểm nha. Máu còn có tí tẹo rồi. Mình lưu đi. Xong. Máu còn có tí tẹo rồi về gấp. Không biết ăn vô thì nó có lên máu, mà ăn đồ ăn thì nó có lên máu. Để về nhà thử. Chắc là cái trứng này là trứng của con cá sấu vậy. Được một quả thôi. Mình chơi theo cặp thôi được rồi chứ đừng có lấy nhiều. Đúng rồi, còn cái đỏ đỏ nữa. Ở nhà mình đã có 3 quả của cái con đỏ đỏ rồi.
Con đỏ đỏ mình nghĩ là cá nổ á. Bỏ vô, bỏ vô. Thạch anh nữa. Rồi có đồng đây rồi. Đồng cái này 5. Lấy 4 cái này ra. Cá rơi. Cá rơi đi. Bò nổi, bò nổi thì không biết là mình chắc dục đi quá. Ok, cá gari cũng ăn được nha. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this. Ăn thì vẫn không chữa được. You can too. Chỉ có cái hộp sơ cứu thôi. Bây giờ mình chế pin đi. Đợi tơ ủng hộp hả? Ok, làm pin cái. Ok, mình mới học được cái ác quy nữa kìa. Ác quy hả? Ác quy có pin là cao su dẻo. Nhưng mà ác quy thì cần gì? Ác quy là chỉ dành cho những cái máy lớn thôi. Còn mình nhỏ. Ok, tiếp theo là mình thường làm cái gì đó? Máy quét với đèn pin. Đèn pin cần có thủy tinh. Còn máy quét thì cần có titanium. Có đây mà. Titanium. Máy quét luôn. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Bỏ miếng cao su rồi. Rồi một xíu nữa mình ra mình ở đây mình vứt được không? Không không. Cái đó chỉ có ra ngoài thôi. Ở đâu dụng cụ gì đi, trang bị. Cái đèn pin, cái đèn pin cần thủy tinh, đúng rồi, cần thủy tinh. Chế hai hạt anh bằng một thủy tinh. Đèn pin luôn. Đèn pin ở đây. Máy quét ở đây. Bỏ lại cái bình cứu hỏa đi. Cái này ra đi, tại cái đó chỉ chưa cần thiết. Không rồi, có máy quét rồi. À, là công dụng của máy quét là nó có thể giúp mình học được mấy cái món đồ để mình xây nhà đây. À, mới học được cái ghế nè. Quét mấy cái này là quét mấy dạng xong. Cầm máy quét thì không bắt được nữa.
ở đây có ấy. Titanium. Mấy đâu quét chơi hả? Nói sâu nha. Mạnh vỡ Silai. Em lộn. Bạc nữa, mình mới lấy được bạc. Ôi ơi ơi. Thường là cái khu tảo này có mấy con cá sấu nha. Ấy mình vừa mới bắt được con cá mỏ chim kìa. Đây có gì không? À đây, mảnh vỡ xi lai đây là đủ. Đủ cái xi lai rồi. Cái này khó chịu là ở cái chỗ mà oxy thôi. Cái điểm oxygen nó ít quá cho nên là dễ bị cơ chế được cái silai nè. Còn gì pin, dầu mỡ với lại dây đồng. Dầu mỡ thì mình có rồi, pin thì mình kiếm đồng thôi. Còn dây đồng thì còn hai quặng đồng rồi. Ôi vậy là mình cần phải kiếm ba cái cục đồng để chế ra được cục pin thôi đó với lại cái dây đồng nữa. Muốn đồng thì phải xuống dưới sâu rồi. Tay chế phải canh túi đồ đi okay. Sao ở đây rất là nhiều tài nguyên nha, lấy một cục rồi còn hai cục nữa. Đồng ơi mẹ đâu đồng ơi, chỗ đó sâu quá mình không biết xuống. Trên này đã nguy hiểm rồi, xuống dưới sâu sao chịu nổi. Ui. Đập hết cái này rồi nổi lên. Titanium mà. Tiếp rồi. Thường là trong hang. Trong hang cũng có nhiều cái con nổ rồi. Như hang này mình đi rồi. Lấy chút lưu huỳnh đi. Đây. Một cục nữa thôi. Titanium. Ờ đúng rồi, mình có thể quét. Con cá nổ thường ở trong cây lưu huỳnh, bỏ con thoi thì lên thôi. À nãy giờ mình ở trong hang quên, chết tôi. No, còn xíu nữa, rồi hên quá. Đảo vòng vòng cái hang này. Đây rồi, đủ
Đủ rồi, về thôi. Cái nhà mình đằng kia không phải cái nhà nữa mà cái kén cứu hộ. Nói chung là chỗ của mình ở là nó khá là cạn cho nên là không có mấy cái con nguy hiểm nào hết, chỉ có cái khu vực tảo để chui vô hang thì nó có cá nổ hay là cá sấu rồi titanium. Đây mình chế được cái dây đồng này. À, nãy quên, nãy quên không lấy cái nấm axit. Nấm nấm axit lấy là dễ mà trời. Lấy đủ đồng rồi mà. Vàng hả? Vàng chứ không phải đồng. Trời. Thì luôn cứ tưởng hồi nãy mình quên dùng mấy con bọ nổi chứ. Biết là đầu óc không nhớ gì hết. Cả mỏ chim. Cả mỏ chim ăn được. While disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Simon, này mình còn pin dây đồng. Lấy một miếng dầu mỡ ra. Titanium nhiều quá. Buôn hồ đồ luôn. Bớt cái này đi. Vô đây với anh. Vô đây, vô đây. Đúng rồi. Ủa, dùng hết tổng bộ nổi à. Được bớt cái này rồi. Ở đây trời tối mà tối thui luôn. Mà khi mà sáng thì nó đỡ hơn tí. Mình bơi đi đâu đây? Trứng sinh vật. Trứng này coi bộ lạ nha. Có gai gai nữa chứ. Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Oh, what the? 30 seconds. Đây 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 đây. Đập hết cục này thử coi. Có được đồng rồi thì đi về. Từ. Oxygen. Mình lụm được cái nguyên liệu vậy á. Ở đây còn một hai ba cục nữa. No, gần tới rồi mà.
lên vậy? Mình cứ tưởng là đi luôn rồi chứ. Ok, có được quặng đồng rồi. Hai quặng cơ. Titanium. Chì. Tốt nhất là mình không có chui xuống dưới kia. Chui xuống dưới kia kia. Bạc à. Số nhà không được ở. Số nhà không được ở, nghèo rồi. Đang lượm được vàng bạc không à. Kiếm đồng kiếm không ra. Sẽ nằm trên những cái vách đá. Đây rồi, đông rồi, rồi đủ rồi. Về thôi. Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Cái tàu Aurora mà nó bị hư rồi, cho nên là cái động cơ nó sẽ tiếp tục gây nguy hiểm với lại mặt biển nữa. Và có thể phát nổ. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Dẹp dế được cái này rồi. Ôi, to vậy. The sea glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Không biết mình có thể làm được cái gì để đỡ. Công cụ tìm đường chắc không cần nữa. Chủ khóa chống nước. À, kiểu như là cái này nó sẽ giúp mình. Ồ, oh, hay đấy. Ok, mình sẽ để mấy cái titanium ở đây. Không, bạc lấy rồi. Cái titanium mình bỏ ở ngoài hết đi hả? Trứng sinh vật bỏ vô đây. Bạc nè, thạch anh nè, chì nè, quặng đồng nữa. Ủa, nó hơi kỳ chút nha. Tại sao nãy mà hơi kệ đi, bỏ đi chịu rồi, kết thúc thôi. Cái một thùng bỏ titanium thôi. Muối nha. Mấy cái nguyên liệu mình chưa cần dùng tới nhiều. Bây giờ gắn cái CMOS này đây coi. À. Ủa, cái tích trong cái CMOS đó. Xylin. Cái này giúp mình bơi nhanh hơn. Nhưng mà nó khá là tốn pin. Ok, để mình nghiên cứu xây nhà xem. Oxygen. Rồi chết rồi. Oxygen. No. Không kịp. Có tín hiệu ngoài kia kìa. Mấy trăm mét. Kén cứu trợ 3 nông.
Rồi càng bơi càng xa là sao vậy? Chưa học được, hình như là mình chưa học được nhà sao ấy. Mấy cái ống không mà nền tảng sự nóng tàu nữa nè. Tới cái điểm kia đi, cái điểm mà nó báo rồi. Đây. Sử dụng xi lai để đi nhanh hơn. Cái này nó vừa sinh tồn mà nó còn vừa đang xen lẫn với lại cốt truyện nữa. Thôi nha, anh không chơi đâu. Không chơi kiểu đó đâu. Nó ghi là nông thì nghĩa là mấy cái vùng cao này thôi, chắc cũng an toàn. Hành tinh ở đây toàn là biển mà. Okay, mấy bạn coi mà thấy một cái map nó hay chớp chớp là do mình chỉnh. Mình chỉnh cho nó để nó giảm cái tầm nhìn hiện lại cho nó đỡ giật á. Lại cái con này. Con đó là mấy bạn lại gần thì nó sẽ phụt ra từ đít nó luôn á. Nó xì hơi, nó xì hơi, cái hơi đó nó làm mình nghẹt oxy. Kén số 3 đây. Mấy quét. Self scan complete. Vital signs normal. La bàn. EAD bị bỏ rơi. Lightbot ba. Integrate new EDA data. Đã 3 ngày rồi. Self scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Aurora survival. Cái đoạn nó chỉ nói về cái xi lai thôi à, đúng rồi, lưu đi nếu như mà mình có gặp chuyện gì thì cũng an toàn. Giờ về nhà thôi, cái nhà đâu rồi. Thì mình sẽ về nhà rồi sau đó kết thúc video nhé. Tại tập này cũng 1 tiếng mà. Nói chung là game thế giới mở thì làm tiếng cho nó dài dài, các bạn coi cho nó sướng. À, nếu mà mấy bạn nào mà chơi game này rồi thì comment cho mình biết đi, để có gì để mình làm tiếp, hay mình đi tìm những cái món gì chứ. Nếu vậy thì thấy nhàn quá. Cứ đi vòng vòng để kiếm đồ, để ráp đồ.
Ừ, đúng rồi, nhất là ấy nữa, nhất là mấy cái vàng đó. Mấy cái đó tìm mới là khó, tại vì tìm mỗi lần có cục. Ở đây có một cái gì nè, à mảnh vỡ xi lai nữa, nhưng mà mình có rồi mà. À, vậy là quét những cái nào mà mình có rồi thì nó sẽ cho mình thêm cái ấy, cho mình thêm titanium chì. Cái nhặt mấy con cá, con cá mà đứng tí. Ok, kết thúc video đi đã. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Cá đuối bay hả? Ok, thì video này mình cũng kết thúc tại đây nhé. Thì nếu mà bạn nào thấy hay, like và share đi sẽ giúp mình rất là nhiều á. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nha. Bây giờ một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu, đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.